chương museum, lạy cha chương museum. Amen. Những cái trước tiên là cha cũng cho con ngay cái đồng như thế. Con mừng vô cùng, không biết nói sao. Bây giờ chỉ đem đến những phong lễ cúi đầu xuống để khóc, hối hận cái câu mà cha là người con đã chạy đến cuối cùng. Cảm tạ chú, con không biết nói sao. Giờ hai bàn tay con không ngờ chú thương con đến nỗi vậy. Con đến đây để chia sẻ thật sự, nói ra đây những người không biết, những người đau đớn mà những người không biết thì họ không tin đâu. Trừ những người nào họ đã được ơn của Chúa, họ mới tin những lời em nói. Và những người đã chứng kiến những cái đau nhất của em, rồi đấy họ sẽ thấy sức khỏe của em, họ sẽ tin vào quyền năng Thiên Chúa qua trải nghiệm. Trích đoạn chia sẻ ơn lành mà quý vị vừa xem của chị Bùi Thị Cúc đã mở đầu cho chương trình truyền hình Cha Trương Bửu Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện. Cha Trương Bửu Diệp là ai? Tại sao chị Cúc đến cầu xin với cha? Ký thỉnh nguyện thư để làm gì? Làm sao để có thể chia sẻ ơn lành? Để trả lời tất cả những câu hỏi này, xin quý vị cùng chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về cha qua chương trình truyền hình Cha Trương Bửu Diệp với phần 1 Chữa Lành, được bắt đầu với phần tóm tắt tiểu sử của ngài ngay sau đây. Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1, 1897, rửa tội ngày 2 tháng 2, 1897 tại hòn đảo Cồn Phước, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cha ngài là ông Michael Trương Văn Đặng và mẹ ngài là bà Lucia Lê Thị Thanh. Năm 1904, lên 7 tuổi, mẹ mất, ngài theo cha lên Bắc Tamban, Campuchia. Năm 1909, vào tiểu chủng viện Cù Lao Diên, mãn tiểu chủng viện, ngài vào tu học tại đại chủng viện Nam Vang, Campuchia, vì lúc đó các họ đạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc giáo phận Phnom Penh, Campuchia. Năm 1924, ngài thụ phong linh mục tại Nam Vang. Từ 1924 đến 1927, ngài làm cha phó hạ đạo Hố Chư, một hòa đạo Việt Nam tại tỉnh Kandan, Campuchia. Năm 1927 đến 1929, ngài làm giáo sư tiểu chủng viện Cù Lao Diên. Tháng 3 1930, ngài nhận chức cha sở hòa đạo Tắc Xạy. Ngài đã giúp đỡ thành lập nhiều hòa đạo trong vùng như Bà Đốc, Campo, An Hải, Trụ Chí, Khúc Chéo và Rạch Rắn. Năm 1945 đến 1946, chiến tranh loạn lạc, bà con giáo dân di tản, cha bề trên địa phận là cha Trần Minh Ký và cả người Pháp khuyên ngài lánh mặt, chờ khi nào yên ổn lại trở về họ đạo. Nhưng ngài trả lời, tôi sống giữa đoàn chiên, chết cũng giữa đoàn chiên, tôi không đi đâu hết. Ngày 12 tháng 3 1946, ngài bị bắt cùng với trên 70 giáo dân họ đạo Tắc Xạy, bị lùa đi và giam chung với bổn đạo tại lẫm lúa của ông giáo sự ở Cây Gờ. Do tranh chấp và vì bên quật quyền lợi giáo dân, ngài đã chết thay cho những người bị bắt chung. Thi hài với vết chém sau ót ngang mang tai, bị vứt xuống ao nhà ông giáo sự, đã được giáo dân họ đạo Khúc Chéo vớt lên trong tư thế trần truồng như Chúa Giê-xu trên thập giá, và được đưa về chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc Chéo thuộc họ lẽ của ngài. Đến năm 1969, hài cốt ngài được di dời về nhà thờ Tắc Xạy, là nhiệm sở ngài thi hành chức vụ mục tử suốt 16 năm. Bài viết được biên soạn bởi linh mục Gioan Bautista Nguyễn Thanh Bình, nhà thờ Tắc Xạy. Dạ, trước hết xin chào anh cũng như mọi người đang lắng nghe, và xin giới thiệu em là Maria Bùi Thị Cúc thuộc cộng đoàn Westminster. Trước hết hôm nay em xin đến đây để chia sẻ về cái sự chữa lành của cha qua quyền năng của Chúa. Dạ. Thì hôm anh đây là hai bàn tay, hai đôi tay này. Dạ. Một bên tay phải trái này là bị gần hơn 3 năm nay. Dạ. Và bác sĩ cũng đã chích hai lần ngón tay nhưng vẫn đau đớn lắm. Dạ.
Rồi kế đến là khoảng gần 2 năm nay thì sang cái tay phải. Thì coi như là bác sĩ cũng, bác sĩ gia đình bây giờ chỉ cho uống thuốc giảm đau. Giảm đau mỗi ngày uống cũng không hết. Rồi đi bác sĩ bên chơi Trần Triệu thì ông đã chích cũng không hết. Đau đớn lắm. Những người đi xung quanh đi lễ họ cũng rất là thương để ý đến cái chỗ là mình cứ phải bẻ nắng. Và càng ngày càng đêm bây giờ họ giống như tay phải này thì nó cứ rút vô đêm đau đớn lắm. Tới chừng nó rút ra thì cách đây khoảng hơn một năm thì bên cái tay phải này, cái bờ vai này bây giờ nó đau đớn quá. Đau đớn quá thì đến cuối cùng thì đi ra chụp phim. Bây giờ họ đang nghi đến cái, những cái gì đây bác sĩ đây cho thì chụp phim cách đây gần hơn một tuần. Thì đến cái cuối cùng thì có cái, cũng không biết là văn phòng của cha mở ở đây thật sự không biết. Thì có bà chị bạn thân chị nói Cúc ơi bây giờ đi đến cha biểu diệp đi, thì cầu xin đi. Thì tôi cũng nói là bảo cha thì nó đúng cầu xin thì mình cầu những cái gì mà nó quan trọng thôi. Những cái sự đau đớn này của em thì chắc có lẽ cũng chưa đến nỗi, nhưng mà đến cuối cùng nó đau quá suốt ngày suốt đêm mà nó hành hạ những cơn đau mà giống như là nó ăn vào xương tủy ấy. Thì cũng cứ nói là không biết em, những người bị ung thư họ đau đớn cỡ nào mà bây giờ em đau quá, đau mà nó cứ cặn vào xương tủy ấy. Thì mấy đi chụp phim đi bất ngờ đau quá thì đi đến bác sĩ. Bác sĩ chụp phim giờ chưa phim chưa kết quả. Thì ngay chiều hôm ấy thì có người chỉ đến đây, hai chị em có buổi nhớ là ngày thứ sáu. Thì đầu tiên là vô cha thì có nói là cha, có cha là cái người mà cuối cùng mình chạy đến cùng cha. Bây giờ nghĩ những câu nói đó. Rồi sau đó có người còn mang mình những mình đau nhức và phòng thấp rất là nặng, còn chữa rất nhiều dược thảo, thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc thì biết bao nhiêu tiền đổ vào thuốc. Nhưng người cha cuối cùng mà con chạy đến đây còn đau quá. Bây giờ xin cha thương xót con, nếu đẹp lòng Chúa xin cha cho con cắt đi những cái bệnh này cho con. Thì ngay buổi chiều mới đi xong ra khỏi chỗ này thì hơn 2 giờ thì đi ra giặt quần áo. Thì mỗi hôm cái tay này cứ phải đưa lên đưa xuống, không có làm gì để nỗi đọc kinh này. Cha nhà thờ cũng gắng chỉ như thế vậy thôi chứ không có thể nào gượng lên nổi nữa. Mặc áo thì cũng có cái người thì cũng có người mặc dùm, cứ đau đớn đi vô trong phòng không dám cho con cái biết, sợ tụi nó biết nó buồn. Đau mà thật sự đau chỉ có Chúa biết, chỉ có Chúa chữa thôi, còn con không thể nào nữa. Thì ngày hôm ấy đi ra giặt quần áo tự nhiên đó thì cánh tay để dơ lên rất là ngon lành mà đầu đồ nặng lắm đó. Thì để bảo chứ ủa sao kỳ vậy, sao cái tay của mình sao hôm nay nó nhẹ quá vậy. Thì nửa ngờ nửa vực, đức tin cũng còn yếu, thì nghĩ đến cha Diệp không lẽ cho chữa lành lẹ vậy sao, cứ nghĩ trong lòng vậy. Thì lại là càng thử nữa, càng thử thử xem nó cỡ nào. Thì mang cái rổ quần áo lên thì nó nhẹ nhàng lắm. Thì buổi chiều hôm ấy thì đi về quên đi không còn biết gì, mà mọi hôm nấu cơm nó mệt mỏi lắm. Chị nói chú ơi, có thể nào chú cần con về được không, con đau quá lắm chị hết nổi này. Tụi mấy về nấu cơm thì rất là khỏe mạnh lắm. Thì một đêm hôm ấy là đêm thứ sáu, bà chị đi cùng đây này, bà chị bạn thì đêm mấy không biết chị buổi sáng sao, chị nói Cúc ơi Cúc có hết đỡ đau chưa. Thì chị cứ mỉm cười thôi, tôi cứ mỉm tôi cười, tôi bảo chứ em cũng không biết nữa, nhưng mà chị gật đầu. Chị bảo là này Cúc ơi, cả đêm hôm qua hình ảnh của cha Diệp với lại Cúc cứ hiện diện suốt từ tối sáng không cho mình ngủ được, mình tin chắc là cha chữa lành cho Cúc đó. Sau ngày hôm đó thì ngày hôm thứ bảy thì khoảng hết 60%, cho đến ngày hôm tuần vừa rồi là hôm tuần vừa rồi thật sự giơ tay lên giơ tay xuống, đi vô trong phòng đứng quay một mình thử một mình hoàn toàn thì hình như là 90%. Phải nói là nhất trước tiên là nhất là hai cái tay này đi lễ không phải bẻ mà cũng co rút mà cũng không uống thuốc, mà đôi tay này giơ lên. Mình nói là cảm ơn thả anh Chúa, cảm ơn cha. Thì hôm mấy con ra nói với cha, bây giờ cha muốn con làm gì, con hết lòng để phục vụ cha. Xin kính chào các quý vị khán thính giả của đài và anh chị em thân mến. Thiên Chúa đã ban ơn lành cho chúng ta qua lời cầu bầu của các thánh ở trên trời. Tôi vừa nghe lời chia sẻ của chị Cúc. Cha Diệp đã cầu bầu cho chị được hết cơn đau đã hành hạ chị nhiều năm qua.
Tuy nhiên, hồ sơ xin tuyên thánh cho cha Trương Bửu Diệp còn đang được tòa thánh thu thập thông tin và xem xét. Hội Trương Bửu Diệp ra đời chính là để vinh danh cha qua việc kêu gọi mọi người mến mộ cha hãy ký thành tình nguyện thư xin tuyên thánh cho ngài, và đồng thời kêu gọi mọi người được ơn cha hãy làm nhân chứng cho sức mạnh cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp. Tôi kêu gọi hết mọi người, lương cũng như giáo, hãy đóng góp chữ ký và chia sẻ ân lành để góp phần vào tiến trình xin tuyên thánh cho cha Trương Bửu Diệp. Quý vị vừa nghe lời kêu gọi của cha cố Đinh Ngọc Quế dòng Chúa Cứu Thế. Ngài đã nói đến Trương Bửu Diệp Foundation. Vậy hội có tên gọi Trương Bửu Diệp Foundation là tổ chức như thế nào? Mục đích của hội là gì? Vai trò và ý nghĩa của việc ký thỉnh nguyện thư mà hội đang kêu gọi? Kinh phí hoạt động của hội từ đâu? Để quý vị có thể biết về hội Trương Bửu Diệp Foundation, chúng tôi xin được bắt đầu từ ngày lễ dỗ cha lần thứ 66, được tổ chức tại nhà thờ Thánh Linh, thành phố Fountain Valley, California, vào ngày 17 tháng 3 năm 2012. Đây có thể coi là ngày chính thức ra mắt của Trương Bửu Diệp Foundation, mà tiền thân của hội chính là từ tổ chức Những Người Con Cha Diệp do Đại tá Võ Hữu Hạnh lập ra và cha cố Phan Phát Huồn làm linh hướng. Sau khi ông Hạnh mất, tiếp đó là giáo sư Nguyễn Lý Tưởng và ông Trần Quang Phục cùng các anh chị em nòng cốt đã đứng ra tổ chức các lễ dỗ cha Diệp đều đặn hàng năm kể từ năm 1993. Đến nay, do tuổi tác và công việc, các thành viên còn lại đã bàn giao cho Trương Bửu Diệp Foundation kể từ ngày 17 tháng 3, 2012. Nhóm chúng con, Những Người Con Cha Diệp do anh Võ Hữu Hạnh lập ra, được anh Trần Quang Phục tiếp sức, rồi đến năm 2009 thì trao lại cho con là Nguyễn Lý Tưởng để tổ chức lễ dỗ cha Diệp mỗi năm. Quả thật chúng con không đủ điều kiện để gánh vác trọng trách này. Vì vậy, ngày hôm nay, chúng con xin tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ và xin trao lại cho Trương Bửu Diệp Foundation chính thức đứng ra bắt đầu cuộc vận động chữ ký ủng hộ tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp. Và chúng tôi rất là vui mừng vì ngày hôm nay, trước đây anh em chúng tôi trong hội con cha Trương Bửu Diệp thì rất là đơn chiếc. Nhưng ngày hôm nay may là có hội Trương Bửu Diệp Foundation đã được thành lập. Hội anh chị em rất đông đảo, rất mạnh mẽ. Anh chị em trong một vài tháng mới thành lập đây thôi thì đã lập ra một website truongbuodiep.org, và chúng tôi xin kính mời quý vị lên cái website truongbuodiep.org đó. Chúng ta có tất cả mọi tin tức về cha Trương Bửu Diệp. Chúng ta có thể ký thỉnh nguyện thư ngay trên website để gửi đến cho ban tổ chức. Không phải chúng tôi mời quý vị trong công giáo mà thôi, nhưng mà tất cả quý vị dù lương dù giáo, quý vị yêu thương cha Trương Bửu Diệp, quý vị hãy giúp chúng tôi ký thỉnh nguyện thư đó để chúng ta thúc đẩy cái tiến trình phong thánh của cha Trương Bửu Diệp một cách rất là mau chóng.